Thì đấy là cái phần xét cái sự kiện click cho nó thay đổi ô màu đó. Nhưng bây giờ mình muốn nâng cấp hơn một chút. Đấy, mình muốn nâng cấp hơn một chút, mình không muốn này nữa. Mình muốn là mỗi lần kích này thì cái mã màu của mình nó phải thay đổi thôi. Đấy, thì bây giờ mình quay lại hàm định nghĩa, mình sẽ gọi private này, string string arr, mình sẽ tạo ra cái mảng màu nhiều. Đấy, một mảng màu nhiều đấy bằng lưu lưu string đấy, và truyền vào, mình sẽ truyền vào những cái mã màu, các cái mã màu khác ở trong này. Thì giờ các bạn chờ mình một xíu, mình sẽ lấy ra những cái mã màu khác để mình truyền vào nhá. Tương tự như thế thì mình sẽ cũng có một cái arr màu, nhưng là arr màu ít đấy, màu ít chẳng hạn. Đầu tiên nhá, đầu tiên sẽ là màu đỏ hàng ạ. Mình sẽ lấy một vài màu à. Đấy. Ok. Đầu tiên là màu đỏ đúng không? Đầu tiên là màu đỏ đậm này. Tiếp đến nữa là đỏ nhạt này. Tiếp đến nữa là màu vàng này, mình sẽ lấy màu vàng này. Tiếp đến nữa là vàng nhạt. Rồi xanh. Xanh nhạt. Xanh dương đi. Ủa, xanh dương mình bấm vào đầu đây. Cái màu nào nó gần gần giống với cái màu xanh dương một tí. Nó chỉ là gần giống thôi chứ đừng, các bạn đừng lấy khác quá mẹ, khác quá nó dễ cho người chơi quá. Màu tím. Tím nhạt. Đỏ mận này, mình lấy màu đỏ mận này. Đỏ mận nhạt. Ok, và dưới này mình sẽ tạo ra một cái hàm khác. Public void đi. Lấy màu ngẫu nhiên. Lấy màu ngẫu nhiên. Ok, hàm này sẽ làm nhiệm vụ gì? Thì nó sẽ lấy những cái màu ở trong hai cái mảng màu này và nó set cho cái màu nhiều và màu ít này. Đó. Thì trong này mình sẽ tạo ra cái biến random. New random. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo ra biến int vị trí lấy chẳng hạn, đấy vị trí lấy màu ấy, đó sẽ bằng random này, r.lake in, truyền vào cho nó là cái arr màu nhiều đi chấm len, đấy nó sẽ lấy ngẫu nhiên một cái vị trí trong các cái màu này. Đấy. Xong rồi đây mình sẽ gọi là màu nhiều này bằng arr màu nhiều, mình lấy ra cái vị trí màu thôi. Tiếp đến nữa là màu ít bằng arr màu ít. Lấy ra cái vị trí đấy, chứ phải xong. Rồi sau đấy nhá, thì ở bên mình quay lại bên main activity này. Thì mỗi lần tạo màu này, mình sẽ gọi cái thằng định nghĩa chấm lấy màu ngẫu nhiên. Đó, thế là xong. Bây giờ bấm run này, xem được cái gì rồi này. Rồi bây giờ ví dụ đang là màu đỏ đúng không? Bây giờ mình kích này. Đó, nó chuyển sang màu xanh này. Kích phát này, màu xanh này. Chuyển màu đỏ này, tím này, xanh dương. Ô nó mãi chưa ra màu vàng. Đấy, màu xanh, xanh lá cây này. Đấy, lúc nào nó sẽ tiến hành, nó sẽ là lấy ra các cái mã màu ngẫu nhiên ấy. Đấy. Ok. Thì đấy là cái phần lấy ra được cái mảng màu ngẫu nhiên.